thank you Nếu bạn đối diện với một con lợn rừng khổng lồ như thế này, thì bạn sẽ làm như thế nào? Chắc hẳn cách tốt nhất là bỏ chạy và tránh xa nó nếu bạn không muốn bị thương. Tuy nhiên, các thợ săn lợn rừng lại không làm như vậy. Họ muốn chinh phục con lợn rừng khổng lồ này bằng vũ khí. Trong nhiều thập kỷ qua, hệ sinh thái ở Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa từ loài siêu lợn thông minh, được cho là nguyên nhân gây ra những tổn thất nghiêm trọng đến môi trường và nông nghiệp. Lợn rừng đã trở thành kẻ thù của hệ động thực vật ở Mỹ. Chúng ngâu nghiến mùa màng, lây lan dịch bệnh và thậm chí là tấn công các loài gia súc nuôi ở trong trang trại. Ở một số vùng, sự phổ biến của lợn rừng đã dẫn đến sự phát triển của cả một ngành công nghiệp săn lợn. Với khả năng sinh sản cao cùng mức độ phá hoại lớn, Lợn rừng đã trở thành mục tiêu săn bắn của con người. Tuy nhiên, dù phải sử dụng nhiều biện pháp, việc ngăn chặn sự xâm lấn của loài này vẫn gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Ngay bây giờ hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem tại sao lợn rừng lại trở thành kẻ thù của người dân Mỹ và xem cách nông dân Mỹ đối phó với lợn rừng khổng lồ xâm lấn như thế nào nhé. Vào năm 1493, khi Christopher Columbus mang theo 8 con lợn tới Tây Bán Cầu để làm nguồn thức ăn dự trữ. Ít ai ngờ rằng hậu duệ của những con lợn này sẽ trở thành một trong những mối đe dọa lớn đối với hệ sinh thái và nông nghiệp ở Mỹ. Hiện nay, số lợn rừng đã lên tới hơn 6 triệu con, phân bổ rộng rãi ở 35 bang trên khắp nước Mỹ. Đặc biệt, bang Texas đã trở thành tâm điểm của vấn nạn lợn rừng đối với số lượng lên tới 2 triệu con. Lợn rừng được coi là loài xâm hại với sức phá hoại khủng khiếp, chúng gây thiệt hại lớn cho ngành lâm nghiệp hoa màu và chăn nuôi. Ước tính tổng thiệt hại do lợn rừng gây ra mỗi năm lên tới 2,5 tỷ USD. Chúng không chỉ phá hoại mùa màng mà còn lây lan dịch bệnh cho cả con người và vật nuôi. Lợn rừng tấn công các loài cây như là ngô, lúa mì, đậu nành và các loại rau quả. Chúng có thể phá hủy cả một cánh đồng chỉ trong vài giờ gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Chúng đào bới đất để tìm kiếm thức ăn, làm hỏng cấu trúc đất và hệ sinh thái ban đầu. Lợn rừng thường tấn công các vật nuôi khác để tranh giành lãnh thổ và nguồn thức ăn, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Điều khiến nông dân Mỹ sợ hãi nhất đó là dịch bệnh. Lợn hoang có nguy cơ mang virus tiềm ẩn và có thể lây lan sang các loài gia súc nuôi ở trong trang trại. Lợn rừng ở Mỹ cũng mang những vi khuẩn gây hại cho sức khỏe của con người. Vì vậy, việc ngăn chặn và kiểm soát lợn rừng xâm lấn luôn là ưu tiên hàng đầu đối với chính quyền các bang có lợn rừng sinh sống, đặc biệt là bang Texas với hơn 2,5 triệu con lợn hoang. Mỹ đã chịu thiệt hại lên tới 3,5 tỷ đô la mỗi năm do lợn rừng gây ra. Để ngăn chặn sự phá hoại của loài xâm lấn này, việc săn lợn rừng bằng vũ khí nóng được xem là một trong những biện pháp hiệu quả nhất. Tuy nhiên, để cuộc đi săn hiệu quả cao, nông dân và thợ săn Mỹ cần phải kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện. Nông dân và thợ săn Mỹ đã phải phục kích trong thời gian dài để bẫy và săn lợn rừng. Với thiệt hại hàng năm lên tới hàng nghìn tỷ đô la, lợn rừng đã trở thành kẻ thù số một của người nông dân Mỹ mặc dù không có nguồn gốc từ lục địa này, lợi rừng lại sinh sôi và phát triển nhanh hơn bất kỳ quần thể động vật nào khác. Sự phát triển nhanh chóng về số lượng đã khiến lợi rừng hoang đã dần dần mở rộng phạm vi hoạt động đến các khu vực của con người để kiếm ăn. Trong quá trình này, chúng đã khiến nền nông nghiệp ở nhiều bang rơi vào khủng hoảng. Chính quyền bang Texas đã cho phép thợ săn và nông dân tự do săn bắn lợi rừng mà không cần phải giấy phép săn bắn. Điều này nhằm khuyến khích người dân tham gia vào việc kiểm soát số lượng lợi rừng. Săn lợi rừng bằng vũ khí nóng như là súng trường và súng săn là một trong những biện pháp hiệu quả nhất. Thợ săn thường sử dụng các loại súng hiện đại và trang bị công nghệ hỗ trợ như là kính ngắm nhiệt và kính nhìn đêm để săn lợi rừng vào ban đêm. Trước khi bắt đầu đi săn, thợ săn cần nghiên cứu kỹ về khu vực săn bắn, thói quen và hành vi của lợn rừng. Điều này giúp xác định vị trí và thời điểm phù hợp để săn bắn săn lợn rừng bằng súng, yêu cầu sử dụng loại vũ khí hiện đại và trang bị công nghệ hỗ trợ như là kính ngắm nhiệt, kính nhìn đêm và máy bay trực thăng. Các loại súng phổ biến được sử dụng bao gồm là súng trường và súng săn. Trang phục và thiết bị bảo hộ cũng rất quan trọng để bảo vệ thợ săn khỏi bị thương và đảm bảo an toàn trong quá trình săn bắn. Thợ săn nên mặc trang phục che kín và chắc chắn, sử dụng giày chống trơn trượt và mang theo thiết bị liên lạc. Kỹ thuật bắn là một yếu tố quan trọng nhất trong việc săn lợn rừng, thợ săn cần phải nắm vững các kỹ thuật bắn chính xác, đặc biệt là khi bắn vào các vùng quan trọng của lợn rừng như là đầu hay là tim. Kính ngắm nhiệt và kính nhìn đêm cũng là công cụ hỗ trợ quan trọng giúp thợ săn phát hiện và theo dõi lợn rừng vào ban đêm hoặc là trong điều kiện ánh sáng yếu. Sử dụng hiệu quả các thiết bị này giúp thợ săn tăng cơ hội thành công. Phục kích và bẫy là những chiến thuật hiệu quả trong việc săn lợn rừng thợ săn cần phải kiên nhẫn chờ đợi trong khi mà lợn rừng xuất hiện, sử dụng mồi nhử và thiết lập các bẫy để bắt chúng. Các thợ săn chuyên nghiệp chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc săn lợn rừng, từ việc chọn vị trí săn bắn, kỹ thuật bắn cho đến cách xử lý các tình huống bất ngờ. Để hạ gục lợn rừng từ khoảng cách xa, đòi hỏi thợ săn phải có kỹ năng và kinh nghiệm, nhất là với những con lợn rừng có kích thước khổng lồ và có khả năng bỏ chạy rất nhanh. Nhằm trúng mục tiêu không hề dễ dàng, nhưng họ vẫn thành công hạ gục con lợn có trọng lượng gần 200 kg, đây có lẽ là một chiến lợi phẩm nhất trong ngày đi săn. An toàn là yếu tố hàng đầu khi đi săn lợn rừng, thợ săn cần tuân thủ các quy tắc an toàn, đảm bảo rằng không có ai khác ở trong khu vực bắn và luôn sử dụng thiết bị bảo hộ. Ở một số bang như là Texas, việc săn lợn rừng từ trên không bằng máy bay trực thăng đã trở thành phương pháp phổ biến. Điều này giúp người thợ săn dễ dàng tiếp cận các khu vực rộng lớn và khó tiếp cận bằng phương tiện mặt đất chó săn được huấn luyện để đánh hơi, xác định vị trí và tấn công lợi rừng. Ngay cả những con lợi rừng trưởng thành to lớn cũng khó tránh khỏi việc bị chó săn bao vây. Sử dụng chó săn giúp tăng hiệu quả và an toàn cho thợ săn. Ngoài việc săn lợi rừng bằng súng, còn có nhiều biện pháp kiểm soát khác như là sử dụng bẫy, thuốc diệt lợn và các biện pháp sinh học. Chính quyền các bang cũng đã triển khai nhiều chương trình kiểm soát và phòng ngừa lợi rừng xâm lấn kiểm soát lợn rừng không chỉ là vấn đề của riêng Mỹ mà còn là cần sự hợp tác của các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Chỉ khi có những chiến lược toàn diện và hiệu quả, chúng ta mới có thể giảm thiểu được tác động tiêu cực của loài lợn rừng khổng lồ này đối với cuộc sống của người dân và môi trường tự nhiên. Săn lợn rừng bằng súng là một biện pháp quan trọng và hiệu quả để kiểm soát số lượng lợn rừng và giảm thiểu tác động tiêu cực của loài xâm hại này. Bằng việc kết hợp nhiều kỹ thuật và công nghệ hiện đại, thợ săn và người nông dân Mỹ đã và đang nỗ lực để bảo vệ nông nghiệp và môi trường sống của chính mình. Việc kiểm soát lợi rừng đòi hỏi sự hợp tác của nhiều bên và áp dụng các biện pháp an toàn để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy cho mình biết về cảm nhận của mọi người ở bên phía dưới và bình luận nhé! Và nếu bạn thích video này, hãy nhấn like và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video hấp dẫn mới trên kênh HNTV News. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!